giờ sao? Giờ là anh ai? Anh sao rất mặt rất là thành thật và tội nghiệp, anh kể ra từng mối quan hệ là không, cô kia là đã xong rồi, cô này là đã cũng qua rồi, chỉ còn cô này thôi. Anh thích em đúng không? Cái này đúng rồi, anh thích em nhất nữa. Cho nên hôm nay là em ơi, hôm nay anh sẽ đi làm xong, anh sẽ đi chơi với lại các anh trong nhóm với bạn của anh, xong tới trưa em thấy anh chưa về, em nhắn tin gọi điện hỏi anh đi nhậu. Em thấy lạ quá, tại vì anh này trước giờ anh không có biết nhậu, có gì đó mình hơi nghi ngờ. Thì 2 ngày hôm sau thì vô tình em mượn máy tính của anh, thì em thấy có một cái phong đưa ảnh, cái nhìn lại thì đúng cái ngày mà anh nói mình là anh đi nhậu đó. Cái em mở ảnh ra thì thấy anh đi chụp hình với một cô gái rất xinh, rồi xong hai người chụp lại với nhau, xong rồi anh uống này kia, có nghĩa là một cô khác chứ không phải là cái cô trước em. Dạ đúng là một cô khác. Em là Tuấn Anh, năm nay 28 tuổi, hiện tại thì em đang chuyên chụp hình cưới. Đúng là trước thì có em làm bệnh viện, còn đây là bà xã em. Em thì ở nhà phụ ông xã em quản lý studio. Vậy thì cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Thật đó là tiễn một người bạn học trong cấp 3 đi Hàn Quốc, mình có nhờ có một cô bạn thì ra sân bay để chụp lại vài tấm hình. Lúc đó mình có máy thì chụp lại vài tấm hình lưu niệm cho gia đình đó. Thì bạn này cũng ra đó, tụi em cũng có chụp chung với nhau vài tấm hình. Thì sau cái buổi chụp hình đó thì xin cái contact của ảnh để mình lấy hình, cũng như là mình sau đó thì nhờ ảnh là anh dạy em chụp hình nhé. Được một người đẹp nhờ mình chụp hình vậy thì có hăng hái và sẵn sàng. Thì em rất là sẵn sàng cái gì đó. Tại ban đầu á thì em ấn tượng với bạn là rất là tự tin, xinh xắn, và có một cái đó là trời Sài Gòn rất là nóng nhưng mà lại trùm một cái khăn màu đỏ. Cái khăn đó là style của em hay là do bữa đó là bị bệnh? Cũng hơi lạnh lạnh, tại vì lúc đó tụi em đi tiễn cũng 12 giờ đêm rồi. Sau đó thì chừng nào thì mới đến nhờ bạn này dạy chụp ảnh. 2 buổi ngày hôm sau thì bắt đầu tụi em mới chat chít với nhau, xin hình xong rồi mới hẹn luôn. Là ngày hôm sau tụi em gặp nhau luôn. Gặp ngay lần đầu tiên thì mình rất là thích, mình cũng thấy có cảm tình rồi. Bởi vậy là có mà được người đẹp nhờ để mà chỉ chụp hình này nọ thì mình rất là hăng hái, tại vì mình có một cái lý do rất là hợp lý để mình hẹn nó đi gặp này lọ luôn. Khi mà tụi em bắt đầu chat tiếp nhau vài lần, có đi chụp hình với nhau vài lần, thì hôm đó máy tính nó bị hư mà em lại không rành công nghệ, em nói là anh ơi anh sửa giùm em cái máy tính vậy đó. Thì anh nói là bây giờ anh sẽ hướng dẫn cho em bằng cách là anh sẽ chụp cái màn hình máy tính bên anh lại, là anh sẽ hướng dẫn từng bước qua đó. Thì khi mà vô tình mà em nhận được cái màn hình chụp đó thì em thấy có một cái, anh để quên list Yahoo, trên đó có một cái group là group Honey. Nhưng mà đặc biệt là lúc đó tới 4 cô rồi, mà trong đó có em nữa. Nói cái list đó là 3-4 người nhưng mà cũng hơi oan, tại vì là không phải là em quen cùng lúc hay là gì đó mà tới 3-4 người, 4-5 người, mà là những bạn trước. Cái sau đó thì em không có thời gian, là em quên gì đó, em không có xóa và nó đi ra khỏi cái group đó. Thì nó còn là 4-5 người chứ thiệt ra lúc đó thì em cũng có mấy 2 người thôi. Một lúc là 2 người đó. Rồi khi mà em thấy cái group đó có 3 cô kia nữa thì em phản ứng như thế nào? Thì lúc đó thật sự hơi buồn một tí, nhưng mà tại vì lúc đó tình cảm cũng chưa có gì hết, em mới dọa ảnh, em mới gửi lại cái màn hình đó, em khoanh tròn lại cái group đó cho ảnh, em nói câu chuyện này là thế nào đây. Lúc đó là sao? Thì ra thì em rất là cũng hơi nhục chút xíu, tại vì là mình cũng hơi nhục chút xíu, tại vì thực sự ra là cái sai lầm đó nó quá sơ đẳng đi. Rồi lúc mà ảnh quyết định đến gặp em, hai mặt một lời hả? Thì sao? Hỏi chứ giờ sao? Giờ là anh thích ai? Anh cũng rất là mặt rất là thành thật và tội nghiệp, anh kể ra từng mối quan hệ là không, cô kia là đã xong rồi, cô này là đã cũng qua rồi, chỉ còn cô này thôi. Xong hỏi anh thích em đúng không? Cái này đúng là anh thích em nhất rồi đó. Cho anh hỏi là đến khi nào thì ảnh mới tỏ tình với em? Dạ ngay lúc đó luôn. Ngay lúc đó luôn? Thì đã nói tỏ tình thì cũng không có gì hết. Thì xong cái bữa hôm đó bạn anh chào bạn vợ hỏi là anh thích ai nhất? Thì mình thích bà xã mình nhất đó này nọ, thì coi như là xong luôn, là gần như là ok mình ngầm hiểu với nhau là mình quen luôn đây. Tại vì ngay cái buổi tối ngày hôm đó thì là tụi em gặp nhau nói chuyện xong á, thì ảnh mới chở đi vòng đi dạo. Thì ở khu quận 2 thì có một cái khu rất là lãng mạn, trong cái không gian rất là lãng mạn đó thì ảnh đè ra anh hôn một cái. Sau khi tỏ tình xong rồi thì cái người mà tức là thích sau em á thì em còn liên lạc không? Sau đó là xong luôn chứ không còn liên lạc nữa. Thiệt không? Vậy có khi nào mà ảnh nói dối em điều gì không? Dạ có, cái bữa đầu tiên em gặp ấn tượng ảnh thì anh nhìn anh rất là thật thà. Nhưng mà ngay sau khi mà tụi em yêu nhau khoảng được 3-4 tháng thì em mới phát hiện anh nói dối em. Nói dối chuyện gì? Thường là hồi đó anh làm bệnh viện, thì tối đó anh ra trực, thì hôm sau sẽ off nguyên ngày, anh sẽ chở em đi làm, xong nguyên ngày anh sẽ về nhà. Cái hôm đó anh nhắn em là em ơi hôm nay anh chở em đi làm xong, anh sẽ đi chơi với lại cái anh trong cái nhóm nhiếp ảnh của ảnh. Xong rồi tới trưa em thấy anh chưa về, cái em nhắn tin gọi điện hỏi thì anh nói là anh đi nhậu. Em thấy lạ quá, tại vì anh này trước giờ anh không có biết nhậu, có gì đó mình hơi nghi ngờ. Thì 2 ngày hôm sau thì vô tình em mượn máy tính của ảnh, thì em thấy có một cái folder ảnh, cái nhìn lại thì đúng cái ngày mà anh nói với mình là anh đi nhậu đó. Cái em mở ảnh ra thì thấy ảnh đi chụp hình cho một cô gái rất là xinh, rồi xong 2 người chụp qua chụp lại với nhau, xong rồi anh uống này kia. Có nghĩa là một cô khác chứ không phải là cái cô trước em. Dạ đúng là một cô khác nữa. Cô khác trời ơi xem gan quá vậy Tuấn Anh. Tại cô bé cũng khá xinh, hôm trước á cô bé nó nhờ em chụp giùm một bộ hình, thì nó cho em thấy cũng không có hại gì. Nếu như mà nói ra thì hỏi phi hỏi này nọ thì em cũng không thích, bởi vậy nói dối chút chắc cũng chả hại ai. Em có tha thứ không? Lúc đó giận lắm, tại vì giận cảm giác mình bị lừa dối. em ấy hỏi anh là bây giờ anh nói thật với em đi, anh thật thà thì em còn tha thứ, anh không thật thà thì không tha thứ đâu, là anh có thích bé đó không? Cái em thấy dọa vậy, cái em anh có thích một tí xíu mà không có nhiều, là hơi bị say nắng. Say nắng. Anh cứ thắc mắc hoài, em đó làm nhiếp ảnh nhưng mà lúc ban đầu không. Thực ra mới đầu là bác sĩ nhưng bây giờ là nhiếp ảnh đó. Ủa tại sao vậy? Cũng đam mê thôi thì mình chuyển qua làm trong bệnh viện thì cái giờ giấc này nọ tất cả mọi thứ nó đều khuôn phép hết rồi đó, còn chụp hình đó thì nó tự do, mình sáng tạo hơn. Em chuyển sau khi em đã kết hôn hay là em chuyển trước khi em kết hôn? Sau khi kết hôn. Sau khi kết hôn có nghĩa là được sự đồng ý của bà xã rồi đúng không? Vậy em cũng hay ghê chứ, bởi vì ảnh làm nhiếp ảnh là chắc chắn anh phải chụp cho rất nhiều những cái cô người mẫu à, mà phải càng xinh đẹp thì là cái bộ ảnh của mình nó có giá trị, đúng không? Thì ra thì cũng không cần lo lắng lắm, tại vì em chuyên chụp hình cưới toàn đó, cô đã giờ đã chuẩn bị lấy chồng là người ta đã đang hạnh phúc nhất rồi, đâu có vấn đề gì đâu mà lo cái chuyện đó. Thì cũng không vấn đề gì. Vậy thì giờ cho hỏi là hai người sau khi cưới nhau vậy có những cái câu chuyện gì sau khi kết hôn mà bất ngờ với nhau không? Có một cái chuyện vui đó là tụi em kết hôn được khoảng 4 tháng thì có một lần đó là công ty cấp cho em thêm một cái sim điện thoại khác, thì lúc đó chồng em chưa biết, thì ngay cái hôm mà cấp đó thì là em đi vô phòng tắm xong em cầm theo cái điện thoại đó, cái hôm sau nổi hứng lên muốn trêu chồng, thế là em mới cầm cái điện thoại đó thì em nhắn cho cái số điện thoại của em, mà em biết là ông xã em đang cầm điện thoại của em mới nhắn cái tin rất là mùi mẫn và ướt át là hẹn hò đi chơi này kia nhớ nhung, thế là em biết là bão đang sắp tới. Lúc đó là rất là bực bội, thì cái sau đó đợi đi ra em đưa điện thoại này hỏi cái gì đây, cô giải thích sao đây đó, thì bạn này lại cứ sao lúc đó em sao em nói giải thích không, em đang diễn cho tới luôn, đó là em khóc lắm, em giả bộ là mình đã sai lầm rồi, em xin lỗi chồng, xin lỗi anh, em đã lỡ, em chỉ mới quen người đó được một thời gian ngắn thôi. Trời ăn dữ vậy rồi em sao? Mà nó thì sấn lại kiểu như là biết lỗi anh, em thì đẩy ra kêu cô cứ ra đi, tôi kinh tởm cô lắm. Trời sao nữa? Em nhà vô em ôm ảnh, tại vì muốn làm hòa, tại vì chồng em muốn làm hòa là cứ ôm đè là ôm lần hai làm hòa. Có nghĩa là ôm lần hai đó. Dạ, ôm lần hai. Đẩy ra. Tán. Cái gì? Cái gì? Em tát em cái bóp. Tát vợ một cái. Trời đất ơi. Còn sao? Cái em đau quá nhưng mà vẫn cố nhà vô ôm thêm một lần nữa. Trời ơi, liều quá. Kinh khủng nhất là ảnh đè ra anh bóp cổ em. Trời ơi. Ủa da. Trời ơi. Cái này có giỡn gì đâu mà dẫn nhây dữ vậy. Cái này anh Thuận té là do cái dẫn nhây của em, nó công nhận em gan thiệt luôn á. Thiệt ra là em không có cố ý lắm, nhưng mà mình giận quá, với lại là mình chỉ muốn là đừng có đụng vô người mình thôi, thuận tay mình đẩy mạnh ra cái là bóp mạnh cái. Rồi sao lúc đó bị bóp cổ rồi sao? Ngoài lúc đó khóc, mà lúc đó khóc thiệt tại vì đau quá, sợ quá nên thôi nói thật, anh khoan từ từ bóp cổ em mở ra. Em kể cho anh nghe, hai vợ chồng nó buồn cười lắm, vừa khóc vừa cười mà khóc thật luôn tại vì đau quá. Xong rồi chồng em ôm em xoa vào má, và má em lúc đó vẫn còn 5 cái bàn tay của anh ở trên đó. Anh nói chứ trời ơi sao em ngu quá vậy, sao trêu anh gì mà trêu ngu quá vậy. Là vừa thương mà vừa giận mà vừa bực mà vừa nổi điên á, đúng không? Có bao giờ mà giỡn lại tương tự vậy không? Thôi luôn đi nghe, bỏ luôn đi nghe. Anh khuyên em á, giỡn cái đó là giỡn cú chót đi ha, đừng nữa nghe, đừng thêm nữa nghe. Bây giờ cho anh hỏi nè, trong đời sống vợ chồng vậy á, hai em có muốn vợ mình thay đổi như gì, và em vậy muốn chồng mình thay đổi gì không? Tại em có một cái rất là hay, chẳng hạn như là việc đó em làm trong cái tình huống này, em làm như vậy, và bạn nó kêu làm giống vậy em nè thì mới được. Sau đó thì cũng cái tình huống tương tự như vậy, cái bạn nó lại lôi một đống lý do đó, phải làm như thế này nè, bây giờ phải làm như vậy nè, mới hay nè. Nói chung là cái gì bạn nó nói cũng được hết trơn á, trời. Cái gì bạn nó cũng là có lý do nào chính đáng để mà làm theo ý bạn đó không à. Chứ còn nói hồi em cũng không làm theo ý của em được đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là bà xã em làm cái chuyện gì đó em rất là bực, có phản ứng lại. Lúc về cái bà xã em bắt đầu giảng nguyên một bài là anh không được làm như vậy, anh làm vậy là không tôn trọng em hay là gì đó. Cuối cùng kết luận là mình sai, trong khi cái chuyện đó ngay từ ban đầu đó là bà xã mình sai chứ không phải mình sai. Coi như là đáng lý em phải làm luật sư mới đúng. Cái còn em thì mong muốn là chồng em biết kiềm chế cảm xúc của mình hơn, tại vì anh rất là nóng tính á, anh giận lên cái là anh đùng nói, hoặc là giận xong cái mặt anh sẽ nguyên đống vậy đó. Nhiều khi có khách hàng ở đó anh cũng vậy nữa. Dạ, nên là em chỉ muốn là chồng em là bớt nóng tính lại thôi. Vấn đề mà nóng tính á, thì chị tiếp xúc với lại rất nhiều các cặp vợ chồng á, thì hầu hết cái nóng tính á, là của người chồng. Dường như nó là cái bản tính của người đàn ông rồi. Tuy nhiên á, cái điều đó á, mình hiểu, nhưng mà mình không đồng thuận, đồng lõa cho cái việc nóng tính, mà phải hết sức kêu gọi là kềm hãm lại. Với một phần nữa, Tuấn Anh là một nhiếp ảnh đúng không? Cũng là một nghệ sĩ, thành ra là nghệ sĩ thường ít bây giờ nóng tính lắm, chẳng hạn như anh. Thôi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình này. Em tên Bình Mạnh Nam, năm nay 27 tuổi, hiện đang công tác tại Thanh tra tỉnh Đồng Nai. Rồi con em. Em tên là Đỗ Thái Ngân, 26 tuổi, là nhân viên kinh doanh ạ. Một người là miền Đông, người miền Tây. Dạ. Yeah. Đúng không vậy? Đông Tây gặp nhau làm sao? Hôm đó là một ngày đầu tiên học quân sự, vô tình em cô ấy chung một tiểu đội. Khi mà chia tiểu đội xong thì thầy hỏi là ở đây có bạn nào viết chữ đẹp lên viết danh sách giùm thầy. Cả 200-300 người chưa có ai kịp giơ tay, cô bé cô lanh quanh đứng lên. Chắc này em viết chữ đẹp luôn. Dạ cũng bình thường, tại vì ngày trước thì em hay tham gia binh đoàn á, cho nên là em rất là thích xung phong và được thầy phân công cho là đại đội phó. Ồ, đại đội phó thì lúc đó em là gì? Em là dạ, tiểu đội trưởng ạ. Trời vậy là em quá thấp so với cô ấy đúng không? Dạ. Cho nên là em phân công chồng em làm tiểu đội trưởng thì chồng em không chịu, rất là hách dịch, rất là khó chịu với em. Em là đại đội phó, dạ. Đây tiểu đội trưởng thì chắc chắn là em sẽ đì ông tiểu đội trưởng này dữ. Nhưng mà không anh ạ, ngược lại. Tại vì khi mà ở một lớp thì em là rất là có uy, nhưng mà khi mà nằm ở trong tiểu đội thì em chỉ là thành viên thôi. Anh ta rất là đì em. Đì khổ sao? Thầy có chỉ đạo cho từng tiểu đội là tập nghi thức quay trái quay phải cái đi đều. Thì em chọn một cái sân của trường rất là nắng, em mời các bạn ra tập. Đầu tiên em cho quay trái quay phải, cô ta cái tật lanh chanh từ đầu là không ưa rồi. Em mới nói các thành viên còn lại là thôi các bạn tập không đều, mời các bạn vô đây đứng để xem đại đội phó tập mẫu cho các bạn một lần. Cái tật lanh chanh đó bắt tập mấy tiếng? Dạ chỉ cần 5 phút thôi là đã chịu không nổi rồi. Đầu tiên cho quay trái quay phải, xong rồi đằng sau quay. Nhưng mà anh ấy cho em quay hoài luôn, cái là em tức quá em quay em nói vừa phải thôi nha. Thấy người ta không nói làm tới. Rồi khi mà vô học lý thuyết thì em kêu là tất cả các tiểu đội điểm danh bạn nào vắng, kêu là cái con nhỏ số 10 nó vắng á, thế là em lên em nhìn danh sách thì em mới biết là cái tên số 10 là tên của em. Rồi đại đội phó với lại tiểu đội trưởng là cái lần nào xung đột mà đi đến xảy ra là thượng cẳng chân hạ cẳng tay chưa? Dạ chưa ạ, chỉ là chơi khăm nhau như vậy thôi ạ. Cái lần là bắt đầu quay vòng vậy hả? Dạ. Sao thương nhau được ta? Vậy thì đến khi nào hai bạn để ý nhau? Người nào để ý nhau trước? Cô ấy. Không, anh ấy. Ủa vợ nói chồng nói vợ gì cuối cùng lại? Tại vì ấn tượng đầu tiên của em là rất là ghét chồng em. Rồi cuối cùng là sao? Chắc là do ghét của nào trời trao của. Thôi nó phải có một cái điểm mất nào, một cái ngày nào, một cái giờ nào, và trong một cái thời tiết nào, không gian nào để hai bạn chợt nhận ra rằng là mình phải gắn chặt với nhau chứ. Dạ, tại vì có một lần là anh chồng em thì rất là dạy gái. Dạy gái hả? Một lần là vô tình là về quê, kêu em là khi nào về thì nhắn tin cho Nam biết. 200 mấy học sinh chỉ có khoảng gần 10 thằng con trai thôi, tại học lớp kế toán mà ở ký túc xá tâm sự với nhau. Bảo có con bé đó là đại đội phó mình nó ghét lắm, nhưng mấy thằng đó nó mới thách em là bảo bây giờ mày có tiếp cận được nó không, thách đó, tán tỉnh nó có được hay không. Thì ra là thách thức. Khích bác khích xăm chính như vậy mà cổ đi về quê rồi nên là gì nhắn tin hả? Khi em về cũng chẳng thèm nhắn, thế là gọi điện lại nói là tại sao mà Nam nhắn tin mà sao Ngân không có trả lời. Thế là em cho khâm lại máy hết tiền rồi, khoảng 10 phút sau á là trong điện thoại em là nhận được 50.000. Em suy nghĩ là người ta đã nạp cạc cho mình rồi mà chẳng lẽ bây giờ mình không trả lại thì nó cũng kỳ quá. Thế là em mới nhắn tin qua nhắn tin lại thì từ lúc đó là tụi em có cảm tình với nhau. Đến khi nào thì hai bạn mới bắt đầu chính thức quen nhau? Sau 2 tháng 11 ngày. Đến khi nào mà cưới nhau? 6 năm ạ. Hơn 6 năm. Trời ơi. Là mới đây hả? Dạ em mới cưới. Cái ngày đám cưới có cái kỷ niệm gì nó ấn tượng không? Ngày đám cưới thì do là chắc trước đây cô hay giận quá nên ngày đám cưới nó cũng có một chút gì đó trục trặc. Thay đổi xe hoa đến 3 lần. Là sao chị chưa hiểu? Dạ, em với vợ em là cách nhau là khoảng 150 cây hai nhà. Từ buổi tối là đi đón dâu đi được 20 cây thì cái xe đó nó bị lủng vỏ bên phải, thì cái xe đấy không mang theo vỏ sơ cua. Thế là phải rời hoa qua một cái xe trong đoàn khác, đi khoảng thêm 60 cây nữa, cái xe lại bị lủng tiếp cũng cái vị trí đó luôn. Bắn ra bên phải luôn. Dạ, thay cái vỏ sơ cua của xe đó vô thì cái xe đó cái vỏ nó lại bị phù một bên thì không thể chạy được xa. Thì đáng chạy thêm xíu nữa thì điện cho một cái xe trong đoàn cùng hãng cùng hiệu, quay lại cho mượn cái vỏ sơ cua thay vô. Xong xuôi thì cái xe đó lại không nổ được máy. Lúc đó không còn cách nào nữa thì thôi là em phải điện một anh bạn cho mượn một cái xe. Lúc đó là khoảng 2 giờ sáng. Lại dời hoa qua xe đó, dời lần thứ 3. Tức là đi đón dâu mà đón từ mấy giờ? Cỡ 11 giờ đêm. Đi xuống nhà gái khoảng 3 giờ, làm lễ xong 4 giờ, quay về nhà trai khoảng 8 giờ. Nghĩa là chân chuyên như vậy đó hả? Dạ. Sau khi biết câu chuyện đó thì mẹ chồng em kêu là chồng em có cái vớt của ba chồng em. Là ngày xưa ba đi rước mẹ về thì trên một chiếc xe đạp thì đụng ngay vào cái ông xe cà lem hư xe của người ta. Phải sửa xe cho người ta và mẹ thì bị rách quần, phải mượn kim với chỉ đi phá lại. Mà hai cụ năm nay là nhiêu tuổi rồi? Ba mẹ em mới hơn 50. Dạ. 50, còn là sống với nhau là mấy chục năm? Dạ, 30 năm à. Ồ, nếu vậy thì đó là một cái điểm lành từ đời ba cho đến đời con á. Mà xảy ra những cái trục trặc như vậy nó là cái điểm lành rồi. Vậy là các bạn sống với nhau cho gấp đôi 60 năm cuộc đời. Sau khi lấy nhau về đó, rồi đó, trong gia đình đó ai là người quản lý thì... Dạ em ạ. Chi tiêu làm sao? Một tuần dạ, em cho lương đồng... cấp theo tuần anh ạ. Đi làm cơ quan thì cấp theo tháng nhưng về nhà vợ cấp theo tuần. Một tuần nào cũng nhiêu em? Dạ 200 ngàn. Gì một tuần 200 ngàn hả? Chuyển dạ. khoản hay đưa tiền tươi? Tiền tươi thóc thật để ăn sáng uống cà phê. Dạ. Ôi như vậy thì bạn có cảm thấy bạn khó chịu khi mà bạn còn nhận một cái số lương phải nói là quá ít ỏi trong một tuần? Đúng rồi, chạy ra là có 30 ngàn ngày. Đúng rồi, dạ. Tại vì bây giờ bạn ăn một buổi ăn sáng thôi thì tôi nghĩ là cũng phải là 30-40 ngàn rồi đúng không? Còn một tuần thì dạ, sao? Không, cái đó là chỉ là uống cà phê thôi anh. Còn tất cả như ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều là vợ lo rồi. Nhưng mà ảnh có thói quen rất là xấu, rất là hay giấu tiền. Giấu là giấu. Khi nào mà em thấy hết tiền thì em lại để vô. Cho nên là anh ta cứ hay thích giấu tiền để lúc nào trong bóp anh cũng không có tiền để mà em bỏ tiền vô cho anh. Có lẽ là bởi vì cái số lương nó không đáp ứng được cái nhu cầu của người chồng trong một tuần cho nó mới giếm. Không chỉ vì em kiếm tiền có cái đó. Ngu sao đó. Giờ em đang coi chương trình truyền hình mà. Nói đi. Không được, không có giếm. Không, anh chia sẻ kinh nghiệm cho chồng em đi. Em thì em chỉ khai cái này là do là bị phát hiện em mới khai thôi nha. Còn những cái khác là em không khai đâu. Rồi. Anh Quốc Thuận có xài bóp đúng không? Anh có xài bóp. Anh có thấy cái ngăn mà kéo nhỏ nhỏ, tại tiền anh xếp có thể làm 6 làm 8 anh gài vô đó. Còn sim điện thoại đó. Còn bên ngoài thì anh để vài tờ tiền lẻ thôi, 10-20 ngàn. Giờ em mở ra đâu thấy tiền đâu. À cái chiêu quen lại em vô đâu tích tiền. Cho nên là chắc chắn một điều là sau chương trình này rồi thì chồng em sẽ không bao giờ bỏ tiền trong những cái ngăn nhỏ nữa. Nhưng mà em thấy như vậy em cứ cho đó là một tật xấu của vợ đó, đó là tật xấu của vợ. Quản lý tiền của chồng mới hay lục lọi. Chồng em ngoài cái chuyện giấu tiền nó còn cái gì mà làm cho em bất ngờ? Có hay đùa nhây rồi lừa em. Lừa gì? Em thì em không thích ăn thịt chó, thịt chuột, cứ lừa em là mua về thì kêu là không, cái này không phải thịt chó đâu mà là thịt dê. Rồi thịt chuột đó thì kêu là thịt chim cút, rồi thịt chim bồ câu. Em ăn đi ngon lắm. Thế là em vẫn ăn, ăn xong ngon lành. Hồi nãy em biết em ăn thịt gì không? Thịt chó á. Em biết thịt gì? Thịt chuột á. Lúc đó phản ứng làm sao? Sợ quá, em ớn mà em không biết làm sao, lỡ nuốt trong bụng rồi. Em nghĩ sao mà em thấy vợ em sợ mà em cứ lừa ăn chứ vậy? Em ăn thấy ngon, muốn dụ cho vợ ăn cùng. Cái một phần là cũng đùa nhây lắm ạ. Lúc đầu thì em vui, em còn chọc lại, sau riết cứ đùa xong em bực lên, thấy em bực là càng chọc nữa, chọc hoài vậy đó. Khi nào mà em giận lên mới chịu. Mà mỗi lần giận hay ôm mền gối ra phòng khách ngủ, khoảng cỡ tiếng sau thấy ngủ một mình ấy, sợ lại ôm vô chồng. Tự động giận tự động hòa. Rồi bây giờ cái điều mà bạn muốn thay đổi của chồng bạn là cái gì? Bớt nóng tính. Nóng tính à? Dạ, nóng hay nạt nộ em nè. Nạt nộ lớn tiếng, tại cái tiếng anh bình thường nó đã lớn rồi, khi mà anh nóng lên thì anh cứ quát lên to lên ấy. Sao mà em nói là to? Anh la thử đi anh. Chắc chắn là chồng em làm thì ông bằng em rồi, để cũng ém lại đúng không? Sợ mất hình tượng. Dạ. Ở dưới kia nhiều bạn nữ quá mà. Làm sao em làm gì đâu? Anh thể hiện đi, hôm nay anh thể hiện đi. Anh ngại lắm, sao thể hiện không? Sao dám thể hiện xấu? Còn em muốn vợ em á thay đổi điều gì? Nhiều thứ lắm mà không ăn bóc gì, bóc bằng tay. Không phải là không bóc mà là nhiều khi cái thịt gà luộc thì em là thích là dùng tay để bóc cho nó nhanh, đúng không? Cơm với khô là gión ăn mới ngon. Dạ. Tại vì do ăn bóc nên là hay bị rơi đồ ăn ra nhà, miệng có bị mệt. Đây cái chuyện nhỏ rồi, còn cần muốn cái gì đấy bớt sai vặt chồng. Một người thì muốn chồng bớt nóng, một người thì muốn vợ bớt sai vặt. Hai cái đó mà hai người cùng thực hiện là tự động bỏ được hết. Vì em sai vặt nhiều quá chồng em nóng. Vậy bớt sai vặt em hết nóng, cái lý do gì mà nóng được? Đúng rồi, hai cái điều đó hoàn toàn tương tác với nhau đó. Mà sai tôi nhiều quá tôi bực tôi phải cằn nhằn đúng không? Tôi phải la chứ sao? Đúng không? Đơn giản quá mà. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Xin chào hai em. Dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Vương Tuấn Minh, em sinh năm 96 và em đang kinh doanh. Chào Tuấn Minh. Dạ. Đấy con em. Em tên là Tuyền và biệt danh của em là Maria Tuyền, và hiện nay thì cũng kinh doanh với chồng và gia đình nhà chồng ạ. Em có thể bật mí chút xíu về cái công việc kinh doanh của gia đình mình. Dạ, công việc kinh doanh chính hiện nay của công ty là hàng xuất nhập khẩu ạ. Và hàng xuất nhập khẩu của công ty chủ yếu là hàng châu Âu và nhập khẩu chính ngạch độc quyền tại thị trường Việt Nam và thị trường châu Á. Nhưng mà nó là cái về sản phẩm dòng gì? Hàng là mỹ phẩm và sữa tắm thì hầu như là sẽ là an toàn sức khỏe đến cho cộng đồng Việt Nam là chính, cho sức khỏe của con người ạ. Dạ. Hay quá. Rồi bây giờ hai đứa chia sẻ cho chương trình được biết là các bạn bắt đầu quen nhau nó là như thế nào và lần đầu tiên gặp nhau ra sao? Con đã nẹp em là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em cũng sinh năm 1996 ạ. Hai đứa bằng tuổi nhau hả? 96 là năm nay 27 ạ. 27 đúng không? Rồi bây giờ kể cho Trình nghe đi là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào và lần đầu tiên chạm mắt nhau thì ấn tượng gì về nhau? Thực ra thì phần này thì em xin phép là nhường vợ em vào trước. Tưởng đâu em được xin phép chia sẻ, ai vậy nhường cho vợ. Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là cho em chia sẻ một chút là đợt đấy là trong đại dịch Covid lần đầu tiên. Thì trong cái quá trình làm việc của em, tức là em làm việc nghề khác, nghề chính của em là nghề khác, thì kiếm rất là nhiều tiền. Nhưng mà vì đại dịch Covid nên là bị trì hoãn lại, cho nên em suy nghĩ là mình sẽ trở về cái công việc đầu tiên mà mình được học tập, đấy chính là học y và làm về da. Thì em có xin vào một cái spa. Mẹ chồng lúc đấy mới khai trương một cái spa mới và em xin vào làm nhân viên thôi ạ. Thì cái cảm xúc lúc đấy, những cái tư duy lúc đấy mà được nghe về chồng, được hình dung về chồng là một người, qua mẹ chồng kể ạ, là một người học giỏi này, thông minh này, có đầu óc kinh doanh. Và lúc ấy em tưởng tượng là ông ấy sẽ đầu to mắt cận này kia. Nhưng mà cái ánh nhìn đầu tiên khi gặp là trời ơi, xăm trổ, đội mũ, quần áo màu đen và trông rất là hầm hố, tức là khác hoàn toàn với tưởng tượng của mình. Ở lúc ấy có hơi sợ một xíu, bởi vì không phải là một người như mình đã tưởng tượng và nó khác, trái ngược hoàn toàn luôn, hơi sợ. Đó. Nhưng mà là bạn này có du học ở nước ngoài không? Dạ hay không, là... dạ không ạ, bạn ở Việt Nam ạ. Nhưng nghe mà là như là chủ tịch kể bao lâu thì mới gặp bạn này ngoài đời? Chủ tịch kể đâu đấy khoảng một tháng, một tuần thôi ạ, tức là thời gian nó rất là nhanh, từ một tuần đến 3 tuần thôi ạ. Tại vì lúc đấy là cơ sở mới khai trương và phải chuẩn bị set up rất là nhiều thứ. Thế cho nên là mẹ chồng nói chuyện với một người khác, nhưng mà có em ngồi ở đấy thì em có nghe được là con trai mẹ ngoan lắm, con trai mẹ đẹp trai này, học đầu óc kinh doanh giỏi ABC các thứ. Thì lúc đấy em tưởng tượng trong đầu rất là một người rất là, không phải là người kiểu dạng như là thanh niên vui chơi ham chơi gì đâu ạ, nhưng mà cái cảm giác lần đầu tiên thì rất là sợ. Đội mũ đen, sau đó mặc đồ màu đen và xăm trổ đầy mình luôn, sợ lắm ạ. nhưng mà cái spa đó là của mẹ. Dạ, của mẹ. Chứ không có liên quan gì tới chồng. Đúng rồi, là chồng em không đúng có rồi. Mục đích mẹ dựng lên chỉ là để mẹ cho tất cả các bác sĩ và các chủ spa được trải nghiệm cái sản phẩm mình mang từ châu Âu về, chứ không phải mục đích kinh doanh là tôi bán hàng kiếm tiền trên dịch vụ đó. Và mẹ chấp nhận đầu tư một khoản tiền rất là lớn mà mình thấy người chủ này có tâm quá. Và khi làm thì mình càng làm mình càng hiểu hơn. Thế hôm ấy chủ tịch đến làm gì đấy? Dạ, chủ tịch bao quát giám sát thôi ạ. Thế hôm đến coi như là để xem xét thôi, vâng, đúng không? Vâng. Thế mà lại hầm hố xăm trổ như thế đấy. Không, lắm. Chủ tịch là mẹ. Chủ tịch là mẹ chồng ạ. Thế hôm chồng đến làm gì? Thế hôm ấy em đến đó làm gì? Thực ra một tháng sau mới tới. Em thăm cơ sở mới thôi. Đến thăm thôi gì? Thì đến xem cơ sở hoạt động vận hành như nào. Nhưng mà trong các nhân viên mà làm việc ở đó thì là Minh, tại sao Minh lại để ý cô gái này? Thực ra thì em có biết đến vợ em từ trước đấy rồi. Nghĩa là biết trên đâu? Vợ em ngày xưa có làm review của một cái kênh trên YouTube. Thì em có một người bạn đến nhà chơi thì có giới thiệu cho em là có một cô này review tên lạ lắm. Tại vì đấy cũng là cái chương trình em hay xem nên là em tò mò em xem thử. Thì lúc đầu thì em không có cảm tình gì nhiều, không có cái gì mà để mình ấn tượng cả. Thì nhiều khi mình cũng nghĩ là thôi mình gặp xem thử xem như nào, tại vì chưa biết người ở trên TV với cả người ở ngoài thì nó sẽ khác nhau như nào. Mà nên vô tình lại gặp. Vâng, nên là em chủ đích em đến đấy để em gặp cô này. Vâng. Thế xong thì em thấy thế nào? Thực ra thì em thấy bình thường. Tại vì mục đích chính mình đến chỉ để xem thôi chứ không phải có ý định hay gì cả. Một người thì thấy đối tượng kia bình thường, còn người bên này thì thấy đối tượng này nó rất là khác thường, đúng không? Vậy thì sao lại là làm sao mà đến với nhau được hả? Dạ, tại vì là thật ra là cho vợ xin phép kể nhá. Tại vì là thật sự là con không có yêu chồng em không có yêu chồng em ngay từ cái lúc nhìn đầu tiên hay là trong quá trình tìm hiểu nhau, không có yêu sớm đến như vậy. Mà thật sự là yêu mẹ chồng nhiều quá. Mẹ em mất từ khá sớm, cách đây 6-7 năm rồi, nhưng mà đến khi gặp mẹ chồng thì mẹ chồng luôn tạo cho mình những cái thứ cảm xúc nó rất là đặc biệt. Quan tâm, lúc ấy chưa phải là mẹ chồng mà chỉ là sếp, là chủ tịch thôi ạ. Nhưng mà quan tâm đến mình rất đặc biệt và nhìn thấy cách của sếp quan tâm nhân viên, quan tâm khách hàng và dùng cái tâm để làm ăn, để kinh doanh. Mặc dù nó khó khăn chậm nhưng mà đâu đấy mình nhìn thấy cái sự lương thiện từ con người đấy. Và em nghĩ là nếu như mình lấy một người con của một người tử tế thì chắc chắn là cái người con này sẽ tử tế. Đó. Thế nên là khi mà mẹ đẩy thuyền cho hai đứa đến với nhau ấy thì... tức là chính mẹ là người đẩy thuyền. Dạ vâng, mẹ luôn tạo cơ hội cho hai đứa được làm việc với nhau. Khoan, anh hỏi, ở trong một spa như vậy thì có rất nhiều nhân viên nữ. Dạ. Thế thì tại sao mẹ lại không đẩy thuyền cho con trai mẹ với các nhân viên khác, các cô gái khác mà là đẩy thuyền với con? Cái này thì em cũng chưa từng hỏi mẹ, nhưng mà em nghĩ là có thể mẹ nhìn đầu tiên là cái ngoại hình. ngoại hình khi khả ái thì đâu đấy sẽ có một cái thiện cảm. Thứ hai là do cách làm việc có thể mẹ nhìn thấy em khá là hiền lành và có thể phù hợp với con trai mẹ. Và đến bây giờ thì em thấy là em không phải là một người hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn em là một người phù hợp nhất với con trai của mẹ. Rất tự tin đó. Thế còn Minh đó, tại vì thấy cô này cũng không có gì bình thường cả. Vậy thì tại sao mẹ lại đẩy Thuyên mà Minh lại... Thì thực ra thời gian đầu đấy công nhận là em cũng ra hỗ trợ cái cơ sở đấy thật. Thì thời gian đầu hỗ trợ thì cũng hỗ trợ luôn cả vợ em bây giờ là những cái công việc mà vợ em không biết. Thì kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tại vì ở gần nhiều cũng thấy là cô này cũng nhẹ nhàng, cũng hiền lành, tử tế. Nên là nhiên bén đến lúc nào không biết. Nhưng mà lúc đó là mẹ chồng có cất nhắc con, cất nhắc em lên một cái gọi là... Dạ không ạ. Mẹ chồng con khá là nghiêm khắc, mẹ chồng con khá là nghiêm khắc trong cái chuyện học hành, làm ăn và kinh doanh. Cho nên là mẹ em có một cái tư duy và mindset rằng các con muốn làm sếp thì các con phải đi từ nhân viên để các con hiểu từng vị trí và vị trí trong công việc nó như thế nào. Thậm chí đến bây giờ chưa chắc mình đã làm sếp đâu ạ. Mặc dù là mẹ mình là chủ tịch nhưng đâu đấy mình vẫn phải học tập rất là nhiều. Vậy thì bao lâu thì hai đứa mới có buổi hẹn hò đầu tiên? Em nghĩ là sau khoảng... từ lúc gặp nhau đến cái lúc đến buổi hẹn đầu tiên thì nó rơi vào tầm hơn một tháng. Hơn một tháng. Ướm lâu thế. Ướm đến hơn một tháng. Đó là lần đầu tiên đi chơi với nhau đúng không? Vâng, lần đầu tiên đi chơi riêng với nhau. Còn những lần khác thì đều ở công ty, ở spa các thứ hết nên là không có thời gian. Đi đâu? Hai đứa đi đâu? Lần đầu tiên thì tại vì lúc đầu vợ em có hỏi em là em có uống được bia rượu không? Thì em cũng trả lời không thành thật cho lắm. Em bảo là em không uống được. Thì nghĩa là cái tâm lý của vợ em nghĩa là biết em không uống được bia rượu lại càng thích rủ mình đi uống bia rượu. Thế là lần hẹn hò đầu tiên là em cho đi ăn uống các thứ, ăn uống bia rượu. Sau cái lúc ăn uống bia rượu thì em có rủ vợ em lên một cái quán pub của bạn em làm. Thì hai đứa lên đấy lại uống rượu tiếp. Trời ơi, lúc ấy em say mềm luôn, em không biết một cái gì. Tức là từ quán nhậu trở đi là em không còn nhớ gì hết nữa. Cho đến sáng hôm sau mở dậy là ở trong phòng của chồng em luôn. Mở mắt dậy là ở trong phòng chồng em luôn. Nhưng mà có một cái ấn tượng đầu tiên sau cái buổi hẹn hò đầu tiên đấy làm em cảm thấy người đàn ông này là người mà em có thể tin tưởng được. Đấy là buổi tối ngày hôm đấy mặc dù hai đứa rất say và cái cảm xúc nó dâng trào lên rất là nhiều, nhưng mà chồng em không hề động người vào người em một chút nào trong cái buổi tối ngày hôm đấy để cho em ngủ. Tức là đến ngày hôm sau em dậy và em thấy là người đàn ông này rất là tử tế với một người phụ nữ mà người ta đã có một chút tình cảm với mình. Đi uống rượu, đi chơi, đi pub, rồi mặc quần áo, váy vóc các thứ đi chơi như vậy thì lúc đấy đàn ông tâm sinh lý mà mình không thể nào mà mình biết trước được. Đúng rồi ạ. Nhưng mà chồng em thì không ạ. Hay quá. Và sau bữa đó là càng ngưỡng mộ bằng ấy. Càng thấy ngưỡng mộ hơn. Nhưng thế mà còn lần thứ nhì? Ủa khoan, nhưng mà cái lần nó đi về có mẹ ở nhà không? Thực ra là có. Mẹ biết không? Thực ra lúc đấy là về cũng muộn lắm rồi nên là mẹ cũng không biết. Chắc mẹ ngủ. Nhiều khi mẹ biết mà thôi mẹ lơ luôn. Dạ cũng đúng đấy ạ. Mẹ chồng đấy là em, đúng như em nói ngay từ đầu chương trình là em rất yêu mẹ chồng, yêu trước khi cả em yêu chồng em. Mẹ chồng em có biết là em về đấy, về nhà chồng em với chồng em trước khi bọn em cưới đi chăng nữa nhưng mà mẹ rất ủng hộ. Và mẹ tức là mẹ dạy bảo rất là nhiều, nhưng không như những người phụ huynh khác là mình cấm đoán hay mình miệt thị cái người phụ nữ đó hay là người con gái đó, nhưng đây là chỉ bảo làm thế nào để có thể hòa hợp được cả gia đình nhà em và cả gia đình nhà chồng em. Đó. Rồi đưa lần đầu có đưa về lần hai không? Đã có chứ ạ. Lần hai như thế nào? Có trong tình trạng say xỉn nữa không? Không ạ. Những lần sau là không say xỉn nữa rồi. Tại vì sau cái lần đầu thì vợ em cũng biết là em uống bia rượu tốt đừng như nào. Thì lần sau cũng không rủ nữa. Thật ra thì em là con gái, mẹ thì mất sớm, hai chị em thì ở riêng một nhà, bố thì ở nhà khác. Cho nên là bố rất là chặt con, không muốn cho con đi chơi buổi đêm, buổi tối về muộn. Nhưng mà em đấy, được một lần thì sẽ có được lần thứ hai đấy ạ. Thế cho nên là khi mà đi được một lần rồi nó cứ trốn bố buổi tối đi làm về 8 giờ sạch sẽ ăn cơm cho em ăn xong là 8-9 giờ là chồng em xuống đón đi lên nhà chị, đi ngủ để sáng sau đi làm thôi ạ. Chỉ như thế thôi ạ, chỉ để đi ngủ và sáng sau đi làm thôi. Và bố em không hề biết, cho đến một ngày bố em biết thì em rất là sợ. Em sợ lắm. Đến bây giờ kể lại mà tim vẫn đập thình thịch. Là Hoàng là ở riêng hay là ở chung với bố? Dạ ở riêng với bố, bố ở gần đấy thôi. Bố ở gần đấy thôi chứ bố không ở chung với các con để cho các con có cuộc sống độc lập hơn. Nhưng mà buổi tối đi qua bố check cam ạ, nhà có cam, bố check cam ạ. Thế rồi sao? Hôm đó là bố biết rồi bố gọi điện ạ. Lúc ấy là chồng em vừa mới đón em lên xe máy đi được khoảng một đoạn rất là ngắn thì bố gọi điện: "Con đang ở đâu đấy? Con có ở nhà không?" Mặc dù là bố đang ở nhà nhưng bố gọi điện như vậy bởi vì bố biết là em không có ở nhà. Thế nên là em rất là sợ, em phải nói dối là con đi ra ngoài, con lấy đồ này kia xong rồi con về luôn. Sau đấy là em lại phải đi về nhà. Vậy hả? Về nhà chờ bố đi xong lại đi ạ. Rồi như vậy là qua bên nhà bạn trai đúng không? Đúng là tối là tá túc bên đó. Vâng. Rồi tối có sinh hoạt và trò chuyện với chủ tịch được không? Dạ về sau thì có ạ. Về sau thì chủ tịch biết rồi. Và giống như là ở chung nhà luôn hả, đúng không? Vâng, chủ tịch biết rồi thì chủ tịch còn khuyến cáo về cái chủ tịch còn ủng hộ việc đi làm xong về nhà tắm rửa ăn cơm cùng. Tức là không phải về nhà xa xôi nữa bởi vì nhà em khá là xa. Đấy, còn bố thì bố vẫn không biết cho đến khi có bầu. Lúc ấy bố mới biết. Dạ, lúc ấy bố mới biết. Lúc đó phản ứng của bố là sao? Em nghĩ là bố sẽ rất là sốc và bố cũng buồn lắm ạ. Tại vì em không phải là người dám nói cái chuyện này với bố lần đầu tiên. Vì em rất sợ vì bố em rất là nghiêm khắc. Em là con gái đạo gốc, mẹ mất sớm. Và xung quanh họ hàng thì các cụ rất là cổ hủ, chưa được văn minh lắm. Người ta vẫn sống theo một cái truyền thống của gia đình Công giáo là phải học giáo lý hôn nhân, không được có bầu sớm. Mà trong khi đó em thì con gái đi làm sáng tối xong rồi có bầu sớm, có bầu trước. Em rất là sợ nên em không có dám nói. Nên là ngày hôm nay chắc nếu như bố có xem được chương trình này bố mới biết là em đi chơi đêm nhiều như thế, lên nhà bạn trai nhiều như thế. Thế rồi sau đó thì là làm đám cưới luôn. Sau khi có bầu thì bọn em vẫn phải học giáo lý hôn nhân. Thông thường thì bọn em phải học giáo lý hôn nhân từ 3 đến 6 tháng. Nhưng lúc đấy lại vẫn là đại dịch đấy ạ. Thì bọn em có xin học giáo lý hôn nhân để được ăn hỏi trước thôi. Và bọn em mới cưới cách đây. Nhưng mà cũng đạo không? Dạ không, chồng em không có đạo. Minh là đạo Phật. Dạ vâng. Đúng rồi. Rồi khi mà chủ tịch biết tin thì sao? Chủ tịch biết tin thì lúc đấy em thấy thái độ của mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng bởi vì em nghĩ là mừng vì con trai mình đã có con và mình đã có cháu. Nhưng lại lo là lo không biết là con mình đã trưởng thành chưa để được làm bố làm mẹ đó. Nhưng mà là bé là nay là mấy bạn được 15 tháng. Con trai hay con gái? Con trai ạ. Con trai. Ôi thế là có chi giống rồi, là cụ bà nội là sung sướng lắm rồi. Đúng không? Đúng ý luôn á. Lúc đầu mẹ em cũng bất ngờ lắm, nhưng mà sau thì lại bình thường, lại cảm thấy mọi thứ nó kiểu đến là trời cho. Nên là con cháu các thứ thì rất là hạnh phúc khi có thêm người thôi. Là bây giờ ở với bà nội đúng không? Dạ, vâng. Hai vợ chồng ở với bà nội luôn. Đùng một phát thì là thay đổi công việc, thay đổi vị trí. Đúng rồi. Đang là nhân viên bây giờ chuyển thành như là dâu của chủ tịch. Thì không biết là cái cảm xúc của con, của em, quên, của em á thì nó như thế nào? Có bị bên ngoài thị phi này không? Em thì em không quan tâm đến cái điều thị phi. Nhưng mà em nghĩ là có đấy, chắc chắn là sẽ có. Bởi vì trong một tập thể có nam có nữ, mà nữ nhiều hơn nam chắc chắn là sẽ có thị phi. Nhưng em thì không quan tâm đến điều đấy. Em chỉ quan tâm là chồng em nghĩ gì về em, mẹ chồng em nghĩ gì về em mà thôi. Chứ em không quan tâm người ngoài. Nhưng mà em bị áp lực gì? Công việc lúc nào cũng phải trong trạng thái là phải cố gắng hoàn thiện nó một cách hoàn hảo nhất theo ý của mẹ mong muốn. Hoặc là mình phải làm thế nào để cho công ty phát triển lên, để cho mẹ đỡ phải đi làm nữa. Trời ơi, mẹ em năng động kinh khủng. Em đã rất năng động rồi nhưng mẹ còn năng động hơn em rất nhiều lần. Cho nên là mẹ giống như là một tấm gương ấy. Làm thế nào để em vượt qua được cái tấm gương đấy thì với em nó là áp lực rất là lớn. Mẹ năm nay là bao nhiêu rồi? Mẹ em sinh năm 66. À, thế em là lắm ạ. Bằng tuổi chị à? Mẹ là trẻ, khỏe, năng động và mẹ em làm việc không có một ngày nghỉ luôn. Thế cho nên là con dâu rất là áp lực. Bính ngọ là như thế. Thực sự những tất cả những phụ nữ bính ngọ không, nhưng mà thực ra là như vậy nè. Nếu mẹ không đi làm mẹ sẽ không chịu được. Đúng đấy ạ. Đó, đúng cho nên là mẹ sẽ hạnh phúc trong cái công việc của mình. Đó. Hoặc là chăm sóc gia đình, chăm sóc cháu thì bà rất là vui. Chứ bà nằm một chỗ là bà không có thích. Đúng rồi, không chịu nổi đâu. Thế rồi là trong cái giai đoạn mà yêu nhau như vậy á, thì có những cái chuyện gì nó xảy ra không? Rồi có chia tay hay không? Dạ, hay có những cái biến cố gì không? Cãi nhau, cãi nhiếc gì không? Dạ, có chia tay chia chân gì không? Bọn em chưa một lần nào chia tay với, nói lời chia tay với nhau. Mà chỉ có dừng lại ở cái mức độ là hai vợ chồng tranh luận cái vấn đề là nó quá bức xúc với nhau và nói có to tiếng thôi, chứ không chưa có một lần xúc phạm, chưa có một lần nói chia tay. Và sau khoảng nói chung là trong khoảng 24 tiếng, nói chung là 2-3 tiếng đổ lại thôi là chồng em chủ động làm lành để cho vợ bớt bị buồn, bớt bị tổn thương. Hoặc là để lâu quá nó thành thói quen, hôm nay 1 tiếng mai sẽ thành 2 tiếng, mai 2 tiếng thì mai sẽ thành 3 tiếng, nó như vậy. Nên là em nghĩ là bây giờ giới trẻ rất là văn minh và hiện đại rồi. Và họ luôn tìm mọi cách để cho gia đình của họ được hạnh phúc. Thật ra là chắc chắn là bạn Minh này sẽ rất là yêu thương người yêu lúc đó, là bởi vì là có tin vui. Vâng, cưng lắm, lúc buổi chiều là sẽ rất là chiều chuộng. Vâng. À. Nhưng mà bây giờ nó có một cái vấn đề, chẳng hạn như cái này giống như cái phim mà Pretty Woman á. Cái cô gái người đàn bà gọi là gì đó? Người đàn bà đẹp. Người đàn bà đẹp á, đúng Julia không? Robert. Có nghĩa là khi mà mình á, thực ra thì mình bước vào trong cái gia đình của chồng á là với tư cách của một nhân viên làm việc cho cái công ty của mẹ chồng. Xong rồi đùng một cái và mình lại bước vào trong một cái thế giới đó mà nó khác hẳn cái mà thế giới của mình. Thì em thích nghi nhanh không? Có nghĩa là em có bị kiểu như là bị confuse ngay cái lúc mà khi mình về á, rồi mình có thích nghi? Có, nhưng mà em là người thích nghi khá là nhanh và em cảm thấy rằng cái cuộc sống hiện tại của em nó quá tốt. Nó quá tốt so với cuộc sống trước đây. Em có kiếm được tiền, kiếm được nhiều tiền, nhưng em chi tiêu cũng rất nhiều tiền. Và phải sinh sống cùng với em trai cũng phải lo cho em nhiều hơn. Và bản thân mình khi chưa có gia đình thì mình sẽ lo rất nhiều thứ. Mình phải chăm em rồi phải nuôi em rất nhiều thứ. Nhưng mà khi lấy chồng em cảm giác như là em được người khác nuôi á. Nên là em cảm thấy rất sung sướng, nhẹ nhàng. Ngày hậu tháng này đi làm được bao nhiêu tiền cũng được, lương như thế nào cũng được, bởi vì mình đã có chồng lo, có mẹ chồng lo, có gia đình chồng lo cho mình. Mình chỉ cần chăm sóc tốt cái gia đình nhỏ của mình và đối nhân xử thế với bố mẹ chồng, bố nhà gái và nhà trai đó. Đó, còn lại thì em không phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng ngày xưa là suốt ngày đi gặp đối tác này, hợp đồng này có được ký không, khách này có duyệt cho mình job này job kia không, nhưng bây giờ thì không ạ. Nhưng mà mẹ của Minh là có gọi là sao ta? Bà có khai thác hết cái mà cái khả năng của vợ con không? Tại vì của vợ của Minh không? Tại vì như là em nói là em về cái chuyên môn mà về da rồi về mọi thứ á, thì em rất là ok. Thì mẹ có khai thác cái việc đó không? Ví dụ như bây giờ thay vì hồi đó là nhân viên, bây giờ bà phải cất nhắc lên để cho em quản lý em ở cái trên cái vai trò khác để cùng với bà thúc đẩy công ty á. Vâng. Thì mẹ khai thác triệt để. Mẹ khai thác triệt để và thậm chí mẹ còn thúc giục em phải đi học. Con phải đi học đi, muốn làm quản lý được công ty, phát triển được công ty. Công ty phát triển tức là mình giúp được rất nhiều người có công ăn việc làm. Vậy thì mình phải đi học thêm để có đủ kiến thức thì công ty mới phát triển được. Với những gì em chia sẻ về mẹ chồng thì anh cũng nghĩ đó là cái điều mà chắc chắn bà sẽ phải hành động như vậy. Vâng. Tại vì chắc chắn sau này mọi thứ đều là do hai vợ chồng như là thay thế cho bà. Là Minh là con một à hay sao? Dạ vâng. Em trời ơi. Thế thì đúng là em bị áp lực về cái công việc và cái làm sao để mà cho mẹ không có thất vọng về mình. Thực ra thì bản chất của em không phải là con một, em là con hai, nhưng mà chị em mất được hơn 10 năm rồi. Thì lúc đầu thì em là con hai thì em sẽ được cưng chiều hơn, nhưng mà bây giờ em chỉ còn một mình thôi nên là mẹ sẽ kiểu mẹ sẽ dốc toàn tâm, xong mẹ sẽ để ý đến con nhiều hơn. Nên là vô hình chung là hai vợ chồng em sẽ bị gánh nặng về áp lực nhiều hơn. Đúng rồi. Tại mẹ giỏi quá. Đúng rồi, mẹ giỏi quá và mẹ rất muốn là truyền hết những cái gì mà mẹ có cho hai đứa. Hiện tại thì mẹ vẫn đang ở Hà Nội. Dạ vâng, mẹ em có nói với em một câu, lúc đấy bọn em chưa có cưới nhau. Mẹ em có nói một câu là mẹ cũng có con gái và con cũng có mẹ, nhưng mà duyên số của mẹ con mình gặp nhau. Cho nên là mẹ coi con như con gái của mẹ và con cũng coi mẹ như mẹ đẻ của con. Và đấy cũng là cái câu nói mà khiến em nhớ có lẽ là suốt đời để em cố gắng xây đắp và vun vén hạnh phúc gia đình. Mẹ em mà có ở đây chắc là bà sẽ rất là vui. Bà sẽ có ở đây tức là thôi. Có ở phim trường này thì sẽ rất là vui khi mà nghe được cũng như là nhìn thấy được những cái điều mà em vừa chia sẻ. Hiện tại là mẹ đang ở Việt Nam hay ở đâu? Mẹ em đang ở Việt Nam. Mẹ em một năm thì cứ sang Đức vài tháng xong lại về Việt Nam vì mẹ định cư ở Đức. Nên là chủ yếu là hai vợ chồng ở Việt Nam là chính. Và cái công ty là công ty xuất nhập khẩu cho nên bắt buộc mẹ phải sang Đức. Mẹ định cư bên đó để mẹ làm việc với đối tác bên Đức. Tuổi này rồi mà phải đi đây đi đó để mà chăm lo cho tất cả mọi thứ. Vẫn ok. Đây thì chú cứ nhìn tôi đây này, chú làm sao đấy. Đã già đâu mà. Thì em có nói gì đâu. Cho nên là em khen về những người phụ nữ tuổi đấy vẫn còn trẻ măng. Hoàn toàn là cứ yên tâm về mẹ. Hai đứa hiện giờ là vẫn cứ hoàn toàn yên tâm về mẹ. Mẹ vẫn là một cái chỗ dựa rất là vững chắc cho hai đứa. Tuy nhiên là sẽ phải cập nhật từng ngày một để mà đỡ đần cho mẹ. Thực ra thì để cho mẹ nghỉ ngơi, để mẹ tận hưởng á, chút nào hay chút đó. Nhưng mà nếu mà chưa được thì mẹ cũng vẫn là một cái bệ đỡ rất là vững vàng, yên tâm điều đó. Em cũng thấy như vậy. Thôi thì mình qua chương 2 đi nhỉ. Mình sang đến chương 2. Hai vợ chồng thấy rất là xứng đôi. sẽ còn hạnh phúc tiếp nối nhiều hơn nữa. Và rõ ràng qua cái sự việc này chị có thấy rõ không? Là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là lựa chọn. Nhưng mà cái lựa chọn này á là mẹ chọn. Có một phần mẹ chọn trước. Và thật ra là mẹ cũng đang rất hạnh phúc, đúng không? Và mẹ bây giờ cho dù ở Hà Nội hay là ở Đức thì mẹ cũng đang rất hạnh phúc, bởi vì cái lựa chọn của mẹ, lựa chọn con dâu tạo ra hạnh phúc cho con, đúng chưa? Cho nên cả ba đều đang tận hưởng cái niềm hạnh phúc đó. Đơn giản, hạnh phúc là lựa chọn. Rồi dở Trang qua chương 2. Trang này hai vợ chồng sau hôn nhân quá. Anh chồng thì rất là hiền, không đó, nói chung rất tử tế, và cô vợ thì cũng rất là ngoan, rất là giỏi, rất là hiền, xinh đẹp nữa. Thì chắc không có tật xấu gì đúng không? Dạ, tật xấu của chồng con thì tật xấu của chồng em từ khi cưới nhau về đến bây giờ thì có thể trong mắt của em chồng em quá hoàn hảo, cho nên là em không thấy có tật xấu. Về chỉ có một cái vấn đề duy nhất, đấy là đàn ông thì sẽ có cái tật lười thôi, cái đấy không thể tránh được. Không có một người đàn ông nào quá hoàn hảo cả, nên là em cũng không có cầu toàn cái việc đấy. Mình chỉ nói mưa dầm thấm lâu ạ, cứ ngày này qua ngày khác, hy vọng là chồng mình trong tương lai gần sẽ chăm chỉ hơn thôi. Chứ còn em thấy chồng em quá hoàn hảo, cứ bước chân ra ngoài đường là chồng em sẽ dầu thơm từ đầu xuống chân, bóng lộn đầu xuống chân, nhưng mà về nhà thì có thể là cởi trần quần đùi, mà em thấy cái đấy là điều bình thường. Nên với em, chồng em không có tật xấu gì mấy. Đây là gọi là đa chồng đó, đã gọi là đa quá. Giống như đa con ấy, con làm gì cũng thấy thương, làm gì cũng thấy ok. Không tin, không phải có mình phải giặt lá tìm sâu thôi. Thì lười đào đó, mới thôi. Thì lười là tật xấu, nhưng mà vừa mới nói đâu. Không phải lười đối với tất cả người khác đó là tật xấu, nhưng mà chưa gì là bạo biện liền rồi. Nhưng mà lười thì em nghĩ là ai chả lười, đại gái như thế. Không, bây giờ hỏi cái này nè, không, mình phải giặt lá tìm sâu thôi, phải bươi móc thôi. Anh ấy có ghen không? Chồng em thật ra là không ghen, nhưng mà lại không muốn vợ ra ngoài đường ăn mặc hở hang. Và thật ra là em đây là cái cảm giác của em thôi, là không, chồng mình không muốn mình tiếp xúc với quá nhiều đàn ông, sẽ dễ sinh ra tật hư gì đó, nhưng mà bản thân em cũng không thích lắm, cho nên là chồng muốn sao thì em chỉ ở vậy thôi. Đấy, thế chứ nó cũng bạo biện luôn. Có nghĩa là chồng có ghen, thực ra là chồng có ghen, nhưng mà nói theo một cách nhẹ nhàng một chút là chồng em không muốn em tiếp xúc với nhiều người đàn ông khác. Có khó ăn không? Dạ, khó ăn lắm ạ, nhưng mà em cũng khó ăn cùng ạ. Đấy, thấy chưa? Bây giờ moi cái gì ra là hắn cũng biện bạo cho chồng hắn hết. Nói tóm lại là bây giờ á, em muốn chồng em thay đổi điều gì để chồng em trở nên hoàn hảo hơn? Trong mắt em thì em chỉ hy vọng và mong muốn là thứ nhất là chồng sẽ bớt lười hơn một xíu, không cần phải ngay. Có lười nhưng mà bớt đi một xíu. Thứ hai là chồng sẽ em mong muốn là chồng sẽ cùng với mình phát triển công ty nó. Em thật sự em mong muốn nó vượt trội hơn nữa, bởi vì những năm qua Covid và sự ảnh hưởng nó quá khó khăn, doanh nghiệp nào cũng vậy ạ. Và đến cả gia đình mình cũng phải gồng gánh cho rất nhiều nhân viên cấp dưới, rất nhiều những người khác đang mong chờ vào mình. Nên là em chỉ hy vọng như thế thôi. Hy vọng nhưng mà đừng có quá gọi là áp lực lên. Đúng rồi. Tại thực ra cho tới thời điểm này, các doanh nghiệp mà còn trụ được đã là thành công đó em. Vâng. Nha. Đấy. Nha. Rồi sắp tới sẽ còn rất là nhiều những khó khăn. Trụ được và lo được cho các nhân viên đó, và làm sao giữ được cái thương hiệu, giữ được những cái gì mà của mẹ để lại, đó là thành công. Mẹ. Rồi bây giờ tới em đó Minh. Người tật xấu của vợ em à? Đó. Đúng rồi. Này khó chia sẻ quá. Chồng cái gì? Chia thoải mái. Thực ra nói bảo vợ tật xấu thì cũng không hẳn, nhưng mà vợ em ví dụ là mỗi lần mà thấy em lười các thứ thì vợ em nói nhiều lắm. Nói rất nhiều, ví dụ là kiểu một ngày có thể nói đến vài tiếng đồng hồ về một cái vấn đề mà em đang lười, em hay đang nằm. Em không giúp đỡ vợ cái gì, nói vấn đề gì này. Nói mà mình phải làm đúng không? Nói đến mức là mình kiểu phát điên lên. Cáu ạ. Nhưng mà vẫn không làm đâu ạ. Cáu nhưng mà không làm đâu ạ. Làm cho có nhưng mà em vẫn phải làm lại. Đấy là coi như là nói nhiều hay càm ràm. Nó cũng xuất thân từ mình. Một tật xấu. Mình lười cho nên là cái càm ràm đúng không? Đó. Rồi còn gì nữa? Không, nhưng mà thực ra thì vợ em không chia sẻ hết, thì là em không phải không có tật xấu. Nhưng mà tật xấu đấy thì do bản tính là dễ cục tính. Tại vì bình thường hiền lành các thứ thì nó đi đôi với cả cục. Ví dụ mà vợ mà nói nhiều quá là em có thể rất chỉ là điền, em bỏ ra chỗ khác mà em không làm gì luôn. Nhưng mà tại vì hiểu cái bản tính của mình là cục tính, nên là em sẽ không quyết định hoặc không nói gì vào những lúc nóng tính. Đúng, không có nói đã là thế tôi không làm. Tại vì nói lại là nói thì sẽ bắt đầu đã thế tôi không làm. Đấy. Nói nữa, tại vì đằng nào mình đã đi ra khỏi nhà luôn. Tại vì đằng nào mình cũng đã bị nghe như thế rồi, bây giờ mình không làm nữa. Ví dụ mà mình làm có cái vấn đề gì nó sai hoặc là nó không đúng ý của vợ, mình lại bị nói tiếp. Mệt lắm. Đó. Nói mà nói double, coi như chết mình không nghe đấy gì. Đúng không? Đấy, thực ra thì vợ em chỉ bị mỗi cái đấy thôi. Là có cái gì nữa không? Càm ràm, đúng không? Càm ràm nói nhiều. Thế có ghen không? Ghen thì sao lại không? Có chứ ạ. Tôi phán luôn, sao lại không? Có chứ ạ. Phụ nữ ai cũng ghen hết. Nhưng mà ghen cái mức độ như thế nào? Thực ra thì mì cây nó có 7 cấp độ thì ghen nó có mấy cấp độ nào? Ghen này em nghĩ cũng cấp độ 5, cấp độ 6 gì đấy. Ôi rồi ơi là dữ. Nhưng mà em không để vợ em phải ghen bao giờ. Tại vì nhưng mà trước giờ có cái vụ ghen nào mà nó lớn không? Thực ra em hiểu tính vợ em là ghen nhưng mà toàn giữ trong lòng. Nên là nhiều khi chưa chắc đã bộc lộ ra với mình đâu. Có thể nói với mình một cách gì đấy, nói bóng, nói gió hoặc là rất nhẹ nhàng. Nhưng mà thực chất ở trong người rất chỉ là đang khó chịu. Ghen ngầm đúng không? Mà có bao giờ mình bị bắt gặp cái gì không? Không. Ví dụ như lỡ thả tim, lỡ like vô một cái bóng hồng nào đó. Em thấy là em hỏi liền ạ. Mấy cái đấy là chuyện vặt thôi ạ. Trừ khi là nhắn tin riêng với một cô nào đấy hay là... Mà trước giờ có bắt gặp không? Dạ không có nhắn tin. Chưa riêng. Bị phốt bao giờ hả? Dạ chưa. Nhưng mà trước khi mà có em bé, để sinh em bé đến giờ ấy ạ, thì chồng em em cảm giác như là ông ấy chỉ muốn ra ngoài đường là chỉ muốn thể hiện là mình là một người chưa người yêu, chưa có vợ, chưa có con. Nên là cảm giác của mình không được an lòng thôi. Đấy thì nhưng mà chồng em được một cái là rất hay lắng nghe vợ và bảo vệ vợ. Cho nên là khi em có chia sẻ về cái việc đấy, em rất là thẳng thắn, em nói luôn là chồng làm như vậy ABC, chồng khiến cho vợ cảm thấy không an tâm. Và đấy là lý do vợ không tin tưởng một người đàn ông. Nên là muốn làm thế nào thì làm, nhưng mà phải để cho người phụ nữ của mình phải thật an lòng. Đúng. Sau lần đấy trở đi thì chồng em không còn như thế nữa. Đúng rồi. Đấy. Thôi, bây giờ mình muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thực ra em chỉ muốn vợ em nói ít lại những vấn đề mà em lười thôi. Chỉ là nói ít lại thôi, đúng không? Tức là vợ thì ước mơ là chồng bớt lười đi tí, bớt một ít thôi cũng được. Chồng thì lại muốn là thôi vợ đừng có nói mỗi khi tôi lười. Đây là một cái vấn đề rất là cái này nó tỷ lệ nghịch không lắm nói thì, luôn á. Nếu mà không nói thì làm sao không làm? Vâng. Không, nhưng mà với người đàn ông này á là đấy, hồi nãy là người ta lại cọc ngầm nhá, hiền nhá, cho nên là càng nói sẽ càng không làm. Vâng. Đấy, càng nói sẽ càng không làm. Với lại anh chị chỉ cho em một cách bây giờ làm thế nào để không nói nhưng chồng em làm đi ạ? Nhắn tin. Không phải đâu. Đến một lúc nào đó đó, tức là thực sự nha, cái này là chị nói thật sự á, là bạn này á, là năm nay bạn sinh năm 96. Vâng. Đúng không? 96 thì là cũng với đàn ông trai là chưa phải là lớn. Đúng không? Chưa phải là lớn. Nhưng mà với phụ nữ thì là đã đến tuổi chín chắn rồi. Trưởng thành. Đúng không? Thành ra là cứ chờ bạn đi đến năm bạn khoảng 34 tuổi cơ. Lúc đó thực sự bạn trưởng thành cả về sự nghiệp lẫn gọi là cuộc sống. Vâng. Cho nên rằng là bạn này thuộc tiếp người đàn ông tự nhận thức, tự làm, tự sửa. Đừng ai nói gì hết. Tại vì bạn đã sống trong một cái môi trường như thế rồi. Có nghĩa là bạn sinh ra đời là mọi thứ là nó đã sắp xếp theo cái... Gọi là bạn không phải không, tức là bạn... Mọi thứ nó đã sắp đặt hết trơn cho bạn rồi. Và bây giờ là bạn chỉ việc thực hiện thôi. Vì bạn có một bà mẹ quá giỏi. Thành ra là em cứ hết sức bình tĩnh trong vấn đề lười. Ngay bây giờ mình có thể khắc phục được. Nếu như mình không làm, mình mệt không làm thì mình thuê người giúp việc. Đúng không? Còn bây giờ cái việc này của bạn này là bây giờ bạn đang phải phấn đấu cho sự nghiệp. Cái đó là vì cái gánh nặng mà mẹ, thực ra cái bóng của mẹ là đối với cả hai đứa quá lớn chứ đâu phải là với một ai đâu. Đúng không? Vì mẹ giỏi thật. Tại vì chị tin là mẹ em rất giỏi. Thực sự những người Bính Ngọ giỏi lắm. Giỏi, em không giỏi mà. Chị à, em vẫn đi khắp thế gian em khoe về chị đó. Nha. Nó khoe mà đó là thật sự. Nhưng mà cực kỳ nhân hậu. Thành ra là chính vì cái điều đó bạn này quá hiểu mẹ bạn. Cho nên là bạn phải tìm mọi cách bạn đỡ đần cho mẹ. Thực sự là bạn, cái nung nấu của bạn bây giờ là như thế, đỡ đần cho mẹ là chỗ dựa để có thể cho vợ, cho con có một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Thành ra thôi cái vấn đề lười thôi. Đừng nói nữa, kệ đi, đến một lúc nào nó tự nhận thức nó. Tại sao vợ mình cũng như mình, Cố vừa phải trông con này, cố lại sanh nở cho mình này, rồi cố lại phải làm tất tần tật mọi thứ. Thế tại sao mình không chia sẻ? Đến lúc tự bạn sẽ ngộ ra điều đó. Đúng không? Tại vì qua cái hình ảnh này mà mình thấy cái người vợ cứ tất bật, tức là vừa thế này vừa thế nọ, làm tất từ việc trong đến việc ngoài. Tự nhiên bạn ngộ ra là ngày xưa mẹ cũng thế, ngày xưa mẹ mình cũng như thế. thì thôi mình phải chia sẻ chứ, thương là mẹ sẽ thay đổi thôi, thương mẹ và sẽ là thương vợ, thương rồi, lắm thương con, thương mẹ đấy lắm. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Yeah. Trông vậy thôi nhưng mà rất thương mẹ, chỉ cần động đến mẹ thôi. Yeah. Là đấy, hình ảnh của Chê Phi đó. Ừ. Y như thế. Thôi xin cảm ơn hai vợ chồng. Yeah. Nghe. Yeah. Rồi hy vọng một dịp nào đó anh Thuận với chị Hồng Vân có dịp ra Hà Nội. Dạ. Sẽ đến với. Dạ vâng. Em rất hy vọng được đón anh chị ở ngoài Hà Nội. Dạ. Rồi xin chào. Rồi.